Có rồi rồi. Đây. Cái này là dây máy bơm. Mà dây này là có một sợi dây cơ theo máy. Rồi còn dây này là kính thưa cô chú là chỉ cắt bằng máy cắt thôi, bằng máy luôn á. Mà bây giờ mấy đứa nó sửa rồi nó cắn da ra ngoài rồi nè, nó bằng bố bằng thép luôn cô chú. Đó, về lỗi của ai cô chú? Đó, về lỗi của ai? Về lỗi của Sen để tầm bậy tầm bạ rồi tụi nó mài răng hay sao á. À, kính thưa cô chú, thật sự đây không có trách được mấy đứa. Thì mình trong quá trình mình xịt thì dây nó dắt ngang này kia, nó bực bội, nó khó chịu, nó thấy nó nực quá, nó dắt qua người nó rồi kéo trúng nó, thôi cắn mẹ nó bỏ đi cho rồi, dắt qua tớ lưu hoài, kéo dính giò dính cẳng dính lưng rồi. Đó, mà cứ dứt cái nha, cái này là ba sợi nha cô chú, cái này là đúng là ba sợi luôn á, những cây súng, ba sợi những cây súng nha. Đó. Đó, chỗ thấy không, mấy chục ngàn một mét đó. Chỗ thấy một sợi đó, một sợi ngắn nhất ở đây là 20 mét cho tới 25 mét, 30 mét rồi đây ra một đống vậy nè, thấy không, quá trời đó. Giờ quy trách nhiệm cho đứa nào không biết đây nữa đó, giờ phải chạy cầm là coi như là 1,5 triệu ra ngoài mua một sợi mấy chục mét luôn đó, một sợi một đó, về bắt đầu để đó gắn vào cái máy đó. Ở đây lúc nào cũng có cái một cái sợi dự phòng đó cô chú, là vô dứt là vô bị hư cái là để thế liền tại chỗ chứ không có chờ đợi mà do lý chấu rồi để mà không xịt rửa vệ sinh tụi nhỏ không. Cái này tất cả bởi cô chú hiểu và thương cho mấy bé ở trạm là coi như là đều có dự phòng hết đó cô chú, chứ không phải không dự phòng. À, vô nào. Sáng ngủ trễ